Sành Đồ Xin xin kính chào quý chị. Ngày hôm nay thì nhà Sành Đồ Xin sẽ giới thiệu đến quý chị những sản phẩm áo len serum giá là 250k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà Sành Đồ Xin tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho quý chị. Thời gian làm việc của nhà Sành Đồ Xin là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà Sành Đồ Xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo len tông màu tím đậm này và mã sẽ là L25, chiều dài là 63, ngang là 48 và vai sẽ là 48 cm. Size S dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60 kg, quý chị chúng ta có thể là mặc vừa em này. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu len rất là dày dặn nên là quý chị chúng ta hoàn toàn yên tâm chúng ta sử dụng em này. Bề mặt len không hề bị bay, bị nhão và không xù lông đó, và cái tem mác của mình vẫn còn nguyên vẹn đầy đủ luôn. Ở đây sẽ là một sản phẩm của nhà Landelon. Bên trong này sẽ là tem mác của thương hiệu và mã của mình sẽ là mã L25, form dáng sẽ là form dáng suông và đường lay áo sẽ là đường bo lại nên là quý chị chúng ta mặc em này sẽ tạo lên một cái form dáng nó tương đối là gọn gàng. Mã L25 này tông màu rất là dễ mặc, dễ dùng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo len. Con này sẽ là một thiết kế tông màu ghi đậm. Form của em này sẽ là cái form nó hơi nhỏ một chút nên là bác nào chúng ta cao gầy chúng ta có thể là lựa chọn em này. Ở đây là một sản phẩm của nhà Chaps với mã sẽ là L26, chiều dài là 52 và ngang sẽ là 42. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 50-55 kg thì quý chị có thể là lựa chọn em này. Chất liệu len của mình sẽ là cái chất liệu len pha dạ rất là dày dặn. Với những cái thiết kế như này thì quý chị yên tâm là cái độ giữ ấm của nó rất là cao. Và cái tông màu này thì quý chị chúng ta có thể là phối đồ với tất cả các thể loại trang phục cũng như là các tông màu khác nhau mình đều có thể là phối với em này. Cái form của nó sẽ là một cái form rất là vừa phải này. Bác nào xung quanh khoảng 50-55 kg mình có thể là sử dụng em này. Mã của sản phẩm sẽ là mã L26. Và sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một thiết kế tông màu cũng là cái tông màu xanh đậm và sẽ phối thêm hai cái đường viền tông màu xanh ngọc ở hai bên này. Mã là L27, chiều dài là 68 và ngang sẽ là 49. Size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60 kg, quý chị có thể là lựa chọn em này. Chất liệu len của em này cũng rất là mềm mịn luôn, quý chị chúng ta có thể là mặc ở bên trong và sau đó chúng ta khoác thêm một cái áo bên ngoài nữa là rất là ấm rồi. Mã L27 cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60 kg. Form là hôm nay sẽ là cái form dáng suông và bác nào yêu thích những cái form nó hơi dài một chút thì quý chị có thể là lựa chọn em này cho quý chị có thể coi lại toàn bộ form dáng cũng như là các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo len tông màu đen. Con này thì sẽ là một thiết kế của nhà Navi, bên trong này là tem mác của thương hiệu, mã L28, chiều dài là 68, ngang là 44 và vai là 44. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 55-60 kg. Form dáng cái này cũng là một cái form dáng suông, cái form không bị quá rộng, quý chị chúng ta mặc cũng vẫn rất là gọn gàng. Lại gần một chút để cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn cái các cái chi tiết len này. Len rất là mềm mịn luôn nên là mình yên tâm mình mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Một thiết kế của nhà Navi và cái tông màu đen thì rất là dễ mặc, dễ dùng rồi nên là quý chị chúng ta cũng không cần phải quá là lăng tăng để chúng ta lựa chọn này, mã L28. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế đến từ thương hiệu Black Polo, một sản phẩm áo với tông màu ghi. Cái tông màu ghi này sẽ là những cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ luôn. Đường lay áo, tay áo được bo chui nên là cái form này mình mặc lên rất là gọn gàng. Chất liệu len thì dày dặn và cực kỳ mềm mịn, bề mặt rất là đẹp. Mã L29, chiều dài là 68, ngang là 57 và vai là 54. Một thiết kế chính hãng của Black Polo, hàng rất là đẹp dành cho quý chị chúng ta xung quanh 60-65 kg thì mình có thể là yên tâm lựa chọn em này. Bên trên này thì sẽ là một cái phần thêu tên và logo của thương hiệu và cho quý chị có thể coi lại toàn bộ cái form dáng này. Form rất là đẹp luôn nên là quý chị chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm, mã L29. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo len với tông màu xanh đậm, lại gần một chút cho quý anh chị chúng ta coi, nó sẽ là cái kiểu tông màu xanh rêu, một thiết kế của nhà Dunlop và em này thì sẽ là một cái thiết kế áo cổ tim mặc rất là lịch sự nhã nhặn. Bên trên ngực áo sẽ là phần có phần thêu tên và logo của thương hiệu, mã L30, chiều dài là 62, ngang là 53 và vai là 52. Size S cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 60 kg thì mình có thể là lựa chọn em này. Form của em này mặc lên rất là đẹp luôn, cái đường lay áo sẽ là bò gọn gàng lại nên là quý anh chị chúng ta mặc nó sẽ là hơi ôm một chút vào người nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Và cái tông màu này sẽ là cái tông màu rất là đẹp, rất là đặc biệt. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay liên hệ cho nhà Sành Đồ Xin. Chất liệu thì quý chị chúng ta hoàn toàn yên tâm, hàng cực kỳ ok luôn. Mã của mình sẽ là mã L30, một thiết kế chính hãng của nhà Dunlop.
Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một thiết kế áo len cũng với cái form dáng tương tự sản phẩm vừa rồi. Và đây sẽ là một cái thiết kế với cái tông màu đen, đó là chỉ khác mỗi cái tông màu thôi. Còn form dáng là tương tự này. Cái chất liệu của em này thì nó sẽ là cái chất len mỏng hơn một chút, nhưng mà được cái là len rất là mềm mịn và vẫn đảm bảo cho quý chị là giữ ấm cực kỳ ok. Mã L31, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai sẽ là 48. Size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 55-60kg thì mình có thể là bon chen chúng ta lựa chọn em này rồi. Mặc cực kỳ là vừa phải vừa vặn cho quý chị và hàng rất là ok luôn. Những cái sản phẩm thiết kế tông màu đen thì sẽ là những cái tông màu cực kỳ truyền thống để cho quý chị chúng ta có thể là mặc hàng ngày, cũng như là mình rất là dễ dàng để phối đồ với cả các thể loại trang phục với các cái màu sắc khác nhau. Em này sẽ có mã là L31. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm dành cho các bác nào yêu thích những cái tông sáng màu thì quý chị có thể là lựa chọn sang thiết cái sản phẩm này của nhà Uniqlo, tem mác đầy đủ này. Và mã sẽ là L32, chiều dài là 69, ngang là 42. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg mình có thể là lựa chọn em này. Và các bác thấy thì cái form của mình thì nó sẽ là một cái form hơi dài một chút, nên là bác nào mà chúng ta muốn mặc những cái form dài thì form dáng dài thì chúng ta mới nên lựa chọn em này. Chất len của này là một cái chất len không quá dày, nó không quá dày nhưng vẫn đảm bảo giữ ấm rất là tốt cho quý chị. Thiết kế cổ tim này, cổ tim rất là đẹp luôn. Những cái thiết kế cổ tim như này mặc lên rất là lịch sự nhã nhặn. Mã của mình sẽ là mã L32 cho một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Và sản phẩm tiếp theo mà Thành Đồ xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo len với cái tông màu cũng tương đối là nổi bật. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nóng thì chúng ta có thể là lựa chọn những cái tông màu cam này, hàng rất là đẹp. Chất len thì mềm mịn này, mặc đảm bảo là thoải mái dễ chịu. Đây sẽ là một sản phẩm của nhà Cashmere, mã sẽ là L33, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai là 47. Size M quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg, quý chị có thể là yên tâm lựa chọn em này rồi mặc cực kỳ ok. Với cái thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ cần những cái sản phẩm áo len với cái độ dày vừa phải như thế này thôi, nó sẽ mặc mình mặc rất là thoải mái dễ chịu trong thời tiết hiện tại. Mã của này sẽ là mã L33 này. Và sản phẩm tiếp theo nhà sản xuất giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế của nhà Jack Brown với một sản phẩm áo len cổ tim tông màu xanh thẳm. Bên trên ngực áo mình sẽ có một cái phần thêu rất là đẹp cái logo của thương hiệu. Mã của em này sẽ là mã L34, chiều dài là 60, ngang là 49 và vai là 52. Size M quý chị chúng ta xung quanh 55-60kg mình có thể là yên tâm lựa chọn em này. Form dáng cực kỳ đẹp, đặc biệt là cái độ mới của em này còn rất là cao, lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi kỹ toàn bộ các cái chi tiết cũng như là màu sắc chất liệu của sản phẩm. Form dáng của em này sẽ là một cái form vừa phải, mà cũng không quá ôm mà cũng không quá rộng. Một cái form dáng rất là vừa phải để cho quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày. Yên tâm là cái tông màu này mà cũng rất là trẻ trung và cực kỳ dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã L34. Sản phẩm tiếp theo con này sẽ là một thiết kế áo phông, một cái sản phẩm áo phông này. Con này nó sẽ là kiểu áo nỉ thì đúng rồi, nó là cái chất áo nỉ này. Một thiết kế của nhà Mark Rigo, mã L35, chiều dài là 65, ngang là 56 và vai là 52. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh 60-65kg quý chị có thể là yên tâm chúng ta lựa chọn. Form dáng của mình sẽ là cái form dáng suông này, cũng tương đối là rộng rãi thoải mái. Quý chị có thể sử dụng này mình mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Cái thiết kế của nó sẽ là cái thiết kế vô cùng là basic đơn giản, không có quá nhiều các cái chi tiết ở trên sản phẩm. Bên trên ngực áo thì mình chỉ có một cái tem mác của thương hiệu mà thôi. Và trên này thì sẽ là có cúc này, cúc đơm rất là cẩn thận cho quý anh chị nên là mình hoàn toàn yên tâm. Với cái thiết kế cổ bẻ như này mặc cũng rất là lịch sự nhã nhặn rồi. Tông màu xanh thẳm mặc trẻ trung năng động mà lại rất là dễ để chúng ta phối đồ. Mã của sản phẩm này sẽ là mã L35, một thiết kế chính hãng của nhà Mark Rigo. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm, hàng cực kỳ đẹp, chất liệu dày dặn cho mình để chúng ta sử dụng. Và tiếp theo là sẽ là một sản phẩm áo len tông màu đen. Con này cũng là một cái thiết kế vô cùng basic để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày thôi. Một thiết kế áo len đen trơn với cái phần cổ của mình sẽ là thiết kế cổ tim, mã L36, chiều dài là 65, ngang là 50 và vai sẽ là 46. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh 60-65kg mình có thể là lựa chọn này. Sản phẩm này sẽ là một cái thiết kế của nhà Gu này, một thiết kế của nhà Gu, một thương hiệu của Nhật Bản. Chất liệu len thì rất là mềm mịn luôn nên là quý chị chúng ta yên tâm. Đây cũng là một con len có cái độ dày vừa phải, đó, không quá dày đâu nên là quý chị cũng không lo là mặc áo len thời điểm này nó bị nóng. Mã hôm nay sẽ là mã L36, một thiết kế của nhà Gu. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một chiếc áo len tông màu nâu đậm.
một thiết kế của nhà Lách Lên, mã L37, chiều dài là 69, ngang là 56 và vai là 60. Size XL cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 70-75kg mình có thể là lựa chọn em này. Cái phần cổ của mình sẽ là cổ tim rộng rãi này, và phía dưới thì sẽ là cái đường lai áo, nó sẽ bo lại tạo nên một cái form áo rất là đẹp luôn. Quý anh chị chúng ta phải mặc lên người thì mình mới thấy được. Và cái chất liệu của mình sẽ là len không bay không sụp, nên là quý anh chị yên tâm lựa chọn em này mình mặc hàng ngày. Mã L37, một thiết kế của nhà Lách Lên với cái tông màu nâu cũng rất là đẹp và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một chiếc áo len với cái độ dày rất là dày luôn. Mã sẽ là L38, chiều dài là 70, ngang là 62 và vai sẽ là 64. Em này sẽ có size là size L cực kỳ là rộng luôn. Bác nào chúng ta xung quanh khoảng 75kg thì chúng ta có thể là lựa chọn em này. Thiết kế của mình sẽ là phối giữa hai màu nâu sữa và màu kem và màu trắng này, đúng không? Đó, nó sẽ là màu nâu và màu trắng này. Cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu cực kỳ trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Cổ tròn cực kỳ là dễ mặc, đặc biệt là cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu len dày dặn, nên là quý chị có thể là chúng ta sử dụng trong cái thời tiết nhiệt độ là xuống thấp thì quý chị chúng ta mới nên sử dụng em này. Mã của mình sẽ là mã L38 này. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay liên hệ cho nhà sành Đồ Xin. Sản phẩm này là một sản phẩm có độ mới còn rất là cao luôn. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo len tông màu xanh nước biển. Con này sẽ là kiểu xanh nhạt, xanh ngọc. Một sản phẩm của nhà Rovolo, mã L39, chiều dài là 63, ngang là 49 và vai là 48, size M. Quý chị chúng ta xung quanh 65kg thì mình có thể là yên tâm lựa chọn em này rồi. Cái phần cổ của mình thì sẽ là thiết kế cổ tim và nó sẽ là có các cái đường kẻ ngang là chi tiết, các cái chi tiết trên áo thì lại gần một chút để cho quý anh chị chúng ta có thể là tự mình chúng ta xem xét cái sản phẩm này. Mà đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Con này cũng là một cái sản phẩm áo len có cái độ dày vừa phải thôi, nó không quá dày, nên là quý anh chị có thể lựa chọn em này mặc trong thời điểm hiện tại. Cái tông màu xanh ngọc này là một cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Muốn thiết kế áo len cổ tim có mã là L39 này. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ cho nhà sành Đồ Xin. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo với cái tông màu cam cháy. Bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu, những cái tông rực rỡ thì đừng bỏ qua em này. Mã của nó sẽ là mã L40, chiều dài là 66, ngang là 55 và vai sẽ là 47. Size L cho quý anh chị xung quanh khoảng 60kg thì mình có thể là lựa chọn em này. Ở bên trên ngực áo sẽ là logo của thương hiệu. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Hush Puppy này, với cái logo rất là đặc trưng là hình một chú chó như thế này. Đó, những cái hình thêu như này thì rất là đẹp và nó cái độ bền của nó cũng rất là cao luôn. Form dáng của mình sẽ là cái form dáng suông, cực kỳ dễ mặc, dễ dùng. Cái thiết kế cổ của nó sẽ là kiểu cổ tàu này, rất là đẹp. Đó, mã của mình sẽ là mã L40. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay chúng ta liên hệ đặt hàng em này. Chất liệu thì đẹp khỏi bàn luôn. Họ hàng rất là mềm mịn, giữ ấm, giữ nhiệt, rất là tốt cho quý chị. Và tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo len dày dặn tông màu đen. Con này thì sẽ là một thiết kế kiểu áo dáng cardigan, nó sẽ là kiểu áo khoác bên ngoài. Mã L41, chiều dài là 71 và ngang sẽ là 55. Size XL cho quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg thì mình có thể là lựa chọn em này. Lại gần một chút cho quý chị chúng ta nhìn kỹ hơn cái phần cổ áo này. Thiết kế cổ áo rất là đẹp. Đây sẽ là mặt đằng sau của sản phẩm này. Quý chị có thể là sử dụng em này mình khoác ở bên ngoài, bên trong mình mặc một chiếc áo giữ nhiệt hoặc là một cái áo thun mỏng thôi đã là rất ok rồi. Mã của sản phẩm là L41. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay đặt hàng cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn các cái chất liệu len của sản phẩm này. Hàng len dày dặn cực kỳ và cũng rất là mềm mịn, không lo bị xù lông, không lo bị đai, bị nhão. Mã của mình sẽ là mã L41. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Với tông màu đen thì quý chị yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ rồi. Và sản phẩm tiếp theo của nhà sành Đồ Xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế của nhà Vinhurst với cái tông màu huy. Con này bên ngoài nó sẽ là cái thiết kế nó sẽ là cái chất liệu nỉ này, bên trên sẽ có thêm cái phần cổ áo sơ mi cho quý anh chị. Nó sẽ là cái thiết kế 2 trong 1 luôn. Nó cho có thêm cho mình một cái cổ áo sơ mi tạo hiệu ứng là mình đang mặc một cái áo sơ mi ở bên trong. Mã sẽ là L42, chiều dài là 64, ngang là 47 và vai là 40. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg mình có thể lựa em này. Xung quanh khoảng 55-60kg thì quý chị chúng ta tự tin chúng ta đặt hàng em này luôn. Và bên trên này thì sẽ là có các phần cúc này, cúc rất là làm rất là cẩn thận nên quý chị hoàn toàn có thể là yên tâm. Mã L42, mọi thông số nhà sành Đồ Xin sẽ ghi ở bên tay trái màn hình cho quý chị chúng ta tiện bề chúng ta theo dõi để chúng ta lựa chọn cho mình những cái thiết những cái sản phẩm mà sao cho nó thật là vừa vặn với số đo của mình. Và tiếp theo, sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế áo len với cái tông màu rất là đẹp và độ mới cực kỳ cao luôn. Bác nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này thì chúng ta phải đặt hàng nhanh chóng.
đó chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi, mã L43, chiều dài là 65, ngang là 53 và vai là 54, size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg. Một cái thiết kế với các cái chi tiết họa tiết của mình sẽ là cái kiểu họa tiết thổ cẩm này, và cái tông màu sẽ là cái tông màu nâu sữa phối hợp với cái tông màu kem, rất là đẹp, rất là dễ mặc, dễ dùng. Và cái đường lai áo của mình sẽ là đường bo chui này, đường bo chui rất là cẩn thận, quý chị chúng ta mặc vừa thoải mái mà nó vừa là một cái form rất là gọn gàng. Mã của em này thì sẽ là mã L43. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay liên hệ, chúng ta chốt đơn em này. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế áo len tông màu đen. Và cái chi tiết của mình sẽ là cái thiết kế hình quả chám này. Nó sẽ là phối giữa màu mận, màu đen và màu trắng. Ở một chiếc áo cũng rất là đẹp, rất là basic, đơn giản để cho quý chị chúng ta lựa mình vào hàng ngày. Mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế đen trơn. Mã của mình sẽ là mã L44, chiều dài là 56, ngang là 47 và vai là 39. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh 55-60kg thì quý chị có thể lựa chọn em này. Form của em này sẽ là một cái form mặc tương đối ôm, mặc rất là gọn gàng. Ở một thiết kế áo len chất liệu cực kỳ mềm mịn luôn, mặc đảm bảo với quý chị là thoải mái dễ chịu, mã L44. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Và xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ Nhà Sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.